Có nên điều trị sùi màu gà bằng tỏi hay không? Điều trị sùi màu gà bằng tỏi là cái phương pháp dân gian đã có từ rất là lâu đời rồi. Và ngày xưa khi chưa có nhiều loại thuốc như bây giờ thì ông cha ta sử dụng tỏi như một cái phương thuốc để điều trị sùi màu gà, mang lại những cái hiệu quả cũng khá là cao. Ở khi mà chúng ta sử dụng tỏi để bôi vào những cái vết sần sùi ấy, thì những cái nốt sần sùi đó nó sẽ giảm thiểu rõ rệt. Đồng thời ở vị trí mà được bôi tỏi ấy, thì tốc độ phát triển nó sẽ chậm lại và nó không bị lan ra. Đồng thời nó cũng không bị lở loét như ở những cái vị trí khác. Bởi vì là tỏi nó có một cái loại kháng sinh tự nhiên là kháng sinh allicin, cộng với cả cái chất chúng có những cái chất chống viêm, nó sẽ làm ức chế cái virus gây bệnh. Và song song với cả việc chúng ta điều trị sùi, khi mà chấm vào cái nốt đấy thì chúng ta nên là ăn tỏi mỗi ngày. Chúng ta ăn tỏi mỗi ngày thì nếu mà các bạn ăn được tỏi sống thì càng tốt. Còn ăn tỏi chín thì nó sẽ giảm tác dụng đi một chút nhưng mà vẫn có tác dụng các bạn nha. Tuy nhiên thì việc điều trị bằng tỏi không thôi thì chưa chắc đã mang lại cái hiệu quả cao. Nếu mà các bạn ở những cái giai đoạn đầu và sức đề kháng của các bạn tốt thì nó hoàn toàn có thể khỏi được. Tuy nhiên thì với các bạn nào mà đã để cái tình trạng bệnh nó nặng hơn rồi, hoặc là cái sức đề kháng của mình nó kém, thì mình cần phải bổ sung một số loại tăng đề kháng hoặc là một số loại để đào thải virus các bạn nha. Thì nếu mà các bác mà sử dụng tỏi mà không có hiệu quả thì các bác có thể tham khảo cái bài thuốc chữa sùi màu gà gia truyền ở bên em. Thuốc thì là cây lá nam, thành phần thì gồm có cao ngũ bội tử, bồ cao ngũ bội tử này, cao rau đắng đất này, cao khổ qua này và một số bí kíp gia truyền nữa, được bào chế dạng viên nên là các bác cực kỳ là tiện dùng luôn, không phải sắc uống lích kích. Thì các bác một ngày các bác uống 10 viên chia làm 2 lần cho em, sáng 5 viên, tối 5 viên. Nó có tác dụng hỗ trợ để đào thải virus rất là tốt các bác nhá. Đấy, song song với cả việc uống cái này thì các bác có thể bổ sung qua đường ăn uống, ăn tỏi này, rồi là uống bổ sung vitamin C, ăn các loại hoa quả, trái cây có tính mát, có cái vitamin C nhiều, ví dụ như là ổi này, cam này, quýt này, vân vân. Và nếu mà bác nào mà cái nốt to rồi mà các bác xử lý bằng cái nốt bằng tỏi nó không hết được thì các bác có thể tham khảo cái thuốc bôi ở bên em. Thuốc bôi nhà em hoàn toàn là cây lá, thế cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Khi mà điều trị sùi ấy, thì không những là chúng ta sẽ hết nốt sùi, mà với các bạn bị nấm ngứa, viêm nhiễm các thứ là thuốc này nó sẽ giải quyết cho các bạn hết. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Về cách dùng ấy thì bên em sẽ gửi tới các bác trong những cái video sau. Các bác hãy follow kênh để biết được nhiều thông tin hữu ích hơn. Cảm ơn các bác và chúc các bác có thật nhiều sức khỏe.